xin thay mặt ban tổ chức luôn xin chân thành cảm ơn gia đình ông bà. Xin thay mặt rất hay. Xin thay mặt ban tổ chức luôn xin chân thành cảm ơn gia đình ông bà. Xin thay mặt rất hay. Là thành phần bạn tám đã lên cho ngày mai cho chúng ta cả chân được ăn khỏe luôn ạ. Các mô ăn bánh thầy và mặt xin nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội Bình Đàn Tố Duyên Bộ Đội Dân Tộc về xin khá giải của cô. Ôi vâng vâng đúng là video mình làm các thứ ở trên một mạng wifi anh hiểu không? Chạy thôi, chạy thôi, yếu là phải chạy. Vậy là tấn công rồi các bạn. Nên là trận đấu sẽ tấn công rất là nhanh thôi. Vâng, rất nhanh. Ta chú ý tay gáy. Vâng, đô lập. Vâng, rất hay. Thôi, thôi, thôi. Và kết thúc. Wow. Chúng ta đồng ý với rất đồng ý và các bạn đã đang chơi dân đấu sống trong thành phố ta. Không bị những ông bà Trinh Nam chơi hồng trị giá 5 triệu đồng. Đồ nguyên văn bố chúng ta đã biết thi đấu phần dân tộc trước khi các đồ vào thi đấu làm những nghi thức xe đài. Xe đài có 3 bước lên gọi là 3 bước tế, 3 bước xuống là 3 bước tạ. Các đồ di chuyển 3 bước ra, 3 bước vào. Làm các động tác đặc trưng từng vùng, từng miền, từng đại diện cho từng giới vật. Những đồ vùng Kinh Bắc, Bắc Linh với những lối xe đài dòng bay thượng múa. Những đồ ở vùng Phú Thọ, Việt Trì, Thái Nguyên với những lối xe đài hổ phục, vô mồi, dương cung bắn thú. Hai đội chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Đây là trận thi đấu giải tiểu đô đầu tiên sân Cát Thìn Bình Đàn Thế Duyên năm 2024 giữa hai kiện tướng cấp quốc gia Dương Đình Lệ đến từ giới vật Yên Thế Bắc Giang, quê hương của người anh hùng áo vải, gặp Bồ Đỗ Doanh Nghiệp thượng tướng môn vật dân tộc ở hạng cân 48 kg, 15 năm liền 3 lần vô địch đại hội thể thao toàn quốc. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội Bình Đàn Tế Duyên, hai đô về với giới vật thôn Tế Duyên và diễn giải và phá giải tiểu đô. Ban tổ chức chúng tôi đồng ý cho hai đô diễn giải và phá giải tiểu đô. Ở giải hai nữ đô Chu Phương Nghi, nữ đô Chu Phương Nghi Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh xin giữ. Nữ đô Nguyễn Thị Thương Linh Bình xin đoàn theo. Xin mời hai nữ đô chuẩn bị cho. Vâng, trên sự vận đang diễn ra cho một đầu tiên của giải tiểu đô. Các đô thi đấu giải tiểu đô phải dưới 55 kg. Ban tổ chức chúng tôi mới cho thi đấu giải tiểu đô. Ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc cân vừa rồi phục vụ tại SEA Games 31 tổ chức tại nhà thi đấu Gia Lâm đã được chuyển về Bình Đàn Tế Duyên để kiểm tra trọng lượng của các đô. Đây là trận thi đấu của hai danh đô đang sinh hoạt tập luyện tại hai trung tâm vật lớn của quốc gia Việt Nam chúng ta ở leo thường số 7 đô Ngọc, nữ đô Ngọc Từ Sơn xin giữ, nữ đô Làng Đông Anh xin được theo. Xin mời hai nữ đô chuẩn bị trang phục cho. Đô dự tình nghệ đã sang sau rồi, làm gì đây? Nhưng để nhấc nổi đô Đỗ Xuân Nập Vĩnh Phúc lên khỏi mặt thảm là một vấn đề rất khó.
bởi vì nội dung sở trường của đôi lập là nội dung vật dân tộc. Về với hội làng tế duyên chúng tôi, các đội thắng công bố giải mà thua có phần thưởng. Vâng, đôi lập đang tìm cách thoát bò sang sau. Quên cầm sạc rồi đấy, đừng cầm dây rồi. Ở giải đầu lèo 2, Đô Minh Quốc Hoài xin giữ đầu lèo 2. Xin mời các đô và các ban tổ chức khóa đầu lèo 2 của Đô Minh Quốc Hoài. Ở giải các cụ làng tế duyên cho trị giá 8 triệu đồng. Đô Nguyễn Giang Dũng xin giữ, chưa có đô nào vào theo. Anh cho em mượn, em xin một điện thoại, em bảo vợ em mượn mất cho em cái này đã sắp tới cái sạc, dây sạc rồi. Anh Hưởng Sơn phụ trách vấn đề ánh sáng, chuẩn bị cho ánh sáng cho sân giới được tốt đẹp. Xin cảm ơn. Tí Hoa vào Hoa đưa cầm một cái dây sạc của iPhone ở chỗ cái tì tay nhé. Em vượt hay không xem à? Rộng thoải mái nhé. Đấy, anh ấy đi quay vật với chồng mà giờ còn đang ngủ. Trọng tài sửa lại khố cho hai đô. Đề nghị hai đô thi đấu tích cực, thi đấu quyết liệt hơn nữa. Vừa rồi hai đô đang có những thăm dò của nhau. Tám mươi đơn, gạo lứa của Mai sẽ bây giờ phục vụ các cô và khán giả ăn trong cả ngày mai. Và tiếp theo là ông bà sinh khoa 500.000 đồng, anh chị Bình Anh 2 triệu đồng, ông bà Hà Trường 5 triệu đồng, anh chị Hưởng Xuân và Thanh Thanh một tạ gạo lứa nữa là thành một tạ tám gạo lứa cho ngày mai cho chúng ta cả dân được ăn khỏe luôn. Cả làng luôn, ăn cả làng luôn các bạn. Và ông bà chính thư 1 triệu đồng, con ông bà Hà Trường 1 triệu đồng. Cái đấy tưởng là một người nữa trong tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình giải vật truyền thống làng Thế Xuyên năm 2024. Kính chúc các nhà tài trợ năm mới. Mình của em mà tháng Tết vừa rồi lên gần 500 đăng ký. Rồi chúng ta sẽ được chào bay ạ. Các nhà tài trợ và các đô vật lên nhanh thật. Bây giờ một ngày các nhà tổ chức 450 người. Đúng chùa. Và tôi sẽ cùng nhau ủng hộ mình nữa. Đúng chùa. Xin mời hai đô trước rồi ăn chín đấy. Là em bật kiếm tiền bị phí góp. Phí góp 3 tháng không lên một tí nữa. Cô Huy Trung Màu xin được theo. Xin mời hai đô là hình này đang chuẩn bị cho phí cho. Ở lâu đường số 7. Giờ ta mới lập kênh này. Đúng đô Ngọc Từ Sơn xin giữ. Đúng đô Ngọc Từ Sơn xin giữ. Xin mời hai đô chuẩn bị cho phí cho. Trước em sợ là em vì em có 3 kênh ấy nên là bị ấy bị không mất đề xuất. Mỗi kênh một mèo. Nhưng mà lại mình sẵn mình xuất video mình làm các thứ trên một mạng wifi anh hiểu không? Vâng, vừa rồi chúng tôi lại nhận tiếp được là ông Thịnh Phương, con cụ Thượng Làng ủng hộ cho chương trình 1 triệu đồng. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà Thịnh Phương. Và tiếp theo là các ông bà Xuân Hà là 1, Minh Tuấn là 2, Hiền Tương là 3. Ba ông bà trên là ủng hộ cho Đỗ này, Lạc này, Công Đường này, Công Vương này, bánh giày ngày mai ạ. Để làm bánh giày luôn. Các nhà tài trợ, đứng ra đây được chào các bạn cho tất cả các nhà tài trợ. Quá tuyệt vời.
tổ chức chúng tôi tiếp tục nhận được phần thưởng của anh chị Quang Dũng, Minh Thành ủng hộ. Xin lỗi, Linh Thành ủng hộ 200 đồng cho đôi đạt cuối. Dù thắng dù thua theo mặt với Lô Dũng. Xin thay mặt ban tổ chức đôi, xin thay mặt đôi đạt cuối. Xin kính chúc anh chị Quang Dũng, anh chị Linh Thành cùng tập thể đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát đạt. Hay quá. Vâng, hai đôi tiểu đôi thi đấu sang hiệp thi đấu thứ ba, chưa đôi là phân đôi thắng bại, đang thi đấu rất quyết liệt, rất ngang tài ngang sức, kẻ lắm lạ người nửa cân, lập mà cơ hội thắng sẽ cao hơn. Vâng, các bạn tổ chức chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cháu Bình Toàn, lập con trai của anh chị Dũng Oanh, ủng hộ cho đôi đạt cuối 1 triệu đồng dù thắng dù thua ở khu vật này, ở khu vật với đôi Dũng. Xin thay mặt ban tổ chức đôi, xin thay mặt ban tổ chức nhận được rất nhiều tiền thưởng của các mạnh thường quân và các bà con đi xem hội các bạn ạ. Hứa hẹn là giải vật hội làng ngày còn tiền phải ngang với lại tiền của Đinh Hiệp các bạn ạ. Nguyên gạo và đỗ đã là mấy tạ rồi. Chạy thôi, yếu là phải chạy. Thoát đòn không thoát được các bạn ạ. Lập không thoát được, Lập đang bị đeo vào. Đây là đường Nguyễn Đăng Quốc, Thái Bình xin giữ đầu đèo nhất. Đường Nguyễn Huy An, Sóc Sơn xin đầu đèo. Xin mời hai đôi đầu đèo nhất chuẩn bị trang phục cho. Ở đầu đèo 3, đô Vũ Văn Thịnh. Xin giữ. Xin mời các đôi và các ban tổ chức. Má đầu đèo 3 của đô Vũ Văn Thịnh Bắc Giang. Ở giải nữ dành cho nữ đô là Nguyễn Thị Oanh, đối xuyên xin giữ, chưa có nữ đô nào vào theo. Sau trận thi đấu giải tiểu đô, xin mời hai nữ đô giải 2 chuẩn bị. Xin mời nữ đô My, nữ đô Thương chuẩn bị. Sau trận thi đấu giải 2, xin mời giải 3 nữ, Huyền Hà Nam, Hoa Bắc Giang chuẩn bị. Vâng, trên sân vật Bình Đàn Tố Duyên đang diễn ra cuộc vật đầu tiên của giải tiểu đô. Giải tiểu đô ban tổ chức chúng tôi treo trị giá 5 triệu đồng. Đô Duyên Bình Mẹ Khối Đỏ, đơn vị Bắc Giang xin giữ. Đô Đỗ Xuân Đặt, đơn vị Vĩnh Phúc xin vào theo. Hai đô đã thi đấu sang hiệp thi đấu thứ hai. Thi đấu rất quyết liệt, rất ngang tài ngang sức, cả hai đô tương xứng nhau về trình độ chuyên môn, tương xứng nhau về chiều cao, về cân nặng. Mời hai đôi vào giữa đảo. Trận đấu tiếp tục. Không túm dây dưới thì rồi cúm khó ngang thôi. Thế thì hai đôi tiểu đô tiếp tục. Mời đô Nguyễn Văn Tuyên Bắc Giang và các ban tổ chức. Lập bắt đầu là sẽ phản công ấy. Gia đình ông bà Hà Trường có treo một cái lèo trị giá 2 triệu đồng, thi đấu 2 keo.
Đỗ Nguyễn Văn Tuyên đến từ quê hương Bắc Giang xin giữ. Vậy ban tổ chức tôi xin mời các đô vào gặp ban tổ chức để phá lèo của đô của gia đình ông bà Hà Trường Treo trị giá 2 triệu đồng thi đấu 2 kèo. Ở đầu lèo 3, đô Vũ Văn Thịnh Bắc Giang xin giữ, chưa có đô nào vào theo. Đầu lèo nhất đô Nguyễn Văn Quyết Thái Bình xin giữ, Nguyễn Huy An Sóc Sơn xin theo. Xin mời hai đô đầu nhất chuẩn bị cho phục trọng. Đề nghị hai đô thủ đô thi đấu tích cực, thi đấu giòn giã hơn nữa. Hiện nay thời tiết đang rất ủng hộ ban tổ chức lễ hội nói chung và tiểu ban vật dân tộc nói riêng. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đô. Đề nghị quý vị khán giả thưởng cho hai tiểu đô một tràng pháo tay để cổ vũ động viên cho tinh thần thi đấu của hai đô. Đề nghị hai đô thi đấu tích cực giòn giã nơi những tràng pháo tay. Nhân dân thôn Tứ Xuyên chúng tôi mang đạn. Thôi rồi dừng lại. Ý quá. Vâng, sau những tràng pháo tay của nhân dân, hai đô đã thi đấu quyết liệt hơn, thi đấu tích cực hơn. Theo như đây là hai đô đạt được quyết tướng quốc gia do liên đoàn vật Việt Nam phong tặng. Theo như dự tính của tôi, hai đô đều có trình độ chuyên môn rất cao, là lập sơ đồ là quay ra tấn công rồi các bạn. Thế là trận đấu sẽ tấn công rất là nhanh rồi. Vâng, rất nhanh. Vừa rồi đô Đỗ Xuân Lập Vĩnh Phúc dùng cái lực lượng sở trường của mình, nhưng đô Dương Bình Lệ cũng chữa đòn rất khéo, rất tốc độ. Kết thúc đấu sớm ta có lần cao thủ, thất thủ có thể thoát ra ngoài. Kéo vó rồi, làm gì đây? Liệu có cất được mẻ lưới này hay không? Xin khán giả thuộc trai đô một tràng vào tay. Vâng, lên không? Rất khó. Đổi một chân rồi. Trời đã sinh ra mẹ sao còn sinh ra lập để hôm nay hai đô gặp nhau ở dưới vật Tứ Xuyên. Hai đô có thể hình chiều cao cân nặng rất bằng nhau, cả hai đô đều thi đấu ở hạng cân 48 kg nội dung vật dân tộc. Vâng, rất hay, chưa đòn rất khéo. Trận đấu tiếp tục. Tổng giữa hai đô, Đỗ Xuân Lập đến từ câu lạc bộ vật Vĩnh Phúc khối đỏ nhất thắng. Đỗ Nguyễn Văn Đoàn đơn vị công an nhân dân khối danh xin được theo. Xin mời hai đô vào giữa bảng. Hai đô nghe hiệu lệnh do đại tướng làm thủ tục xe này. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị các đô cũng như các nữ đô thi đấu xong gửi lại ban tổ chức chúng tôi khối và ban để ban tổ chức chúng tôi tổ chức các trận thi đấu tiếp theo. Vâng, cả hai đô đang có những lối xe đài dầm bay phượng múa rất dẻo.
xin quý vị khán giả thưởng cho anh một tràng pháo tay với những lối xe này rất mềm mại uyển chuyển và không kém phần dũng mãnh của mình. Sau trận thi đấu này, xin mời Đô Giáp Dũng, giải áo đô chuẩn bị. Xin mời Đô Minh, đầu đèo ba chuẩn bị. Hai đô chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Xin mời Đô Dũng, Đô Trường, Quyết Phong chuẩn bị. Ở giải ba nữ, Đô Huyền, Hà Nam, Nhất Thắng, Đô Quỳnh Anh, Đô Bộ, xin mời theo. Xin mời hai đô giải ba chuẩn bị không. Ở giải hai đô, nữ đô Chu Phương Vi. Sau trận thi đấu của đôi lập đôi đoàn, xin mời cô Nguyễn Duy Thân, Đỗ Duyên, Nguyễn Văn Thắng giải đại chuẩn bị. Mời hai đôi vào tham khảo đi ạ. Mời đôi Thân, đôi Thắng. Mời đôi Thân, đôi Thắng vào tham khảo được chưa? Sau trận đôi Thân, đôi Thắng, xin mời đôi Dũng chuẩn bị. Thôn Tố Dương đang diễn ra cuộc vật thứ hai của giải tiểu đô. Giải tiểu đô ban tổ chức chúng tôi cho trị giá 5 triệu đồng. Đô Đỗ Xuân Mập đến từ câu lạc bộ vật Vĩnh Phúc Khối Đỏ đang Nhất Thắng. Nếu đô Đỗ Xuân Mập thắng cuộc vật này, đô Đỗ Xuân Mập sẽ được 2 triệu. Vâng, chỉ một chút nữa rồi, liệu đô Mập có bảo vệ được thành quả của mình hay không? Đô Đỗ Xuân Mập đang là vận động viên đội dự tuyển vật cổ điển quốc gia Việt Nam, đang tập huấn tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia 1 chuẩn bị cho kỳ SEA Games tại Bangkok, Thái Lan, đang gặp một trở ngại đến từ đô đoàn đơn vị công an nhân dân. Đô đoàn nội dung sở trường của mình là nội dung vật dân tộc. Đô đoàn là nhà vô địch của 4 năm nội dung vật dân tộc hạng cân 55 kg. Vâng, đô Đỗ Xuân Mập Phố Đỏ là vận động viên vật cổ điển, đang là thành viên đội tuyển vật cổ điển quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho kỳ SEA Games thứ 33 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội Bình Đàn Tố Duyên, đô Đỗ Xuân Mập về xin phá giải của đô. Ôi, vâng, rất hay. Xin quý vị khán giả thưởng cho hai đô một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần thi đấu của hai đô giải của đô. Vâng, ban tổ chức xin thông báo cho anh chị Dũng Oanh. Anh chị Dũng Oanh ở đâu về nhà ngay, có người cần gặp ạ. Anh chị Dũng Oanh về nhà ngay, có người cần gặp. Và chúng tôi xin thông báo tiếp theo, cụ Tiến Thấy 90 tuổi cũng ủng hộ cho ban tổ chức chúng tôi là 500.000 đồng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức cảm ơn cụ và chúc cụ của gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Này nó mệt buồn ngủ. Vâng, xin mời hai đôi của đôi giới thiệu được. Thế thì các đôi cứ tiếp tục, ban tổ chức chúng tôi thông báo. Này nó buồn ngủ, không giới thiệu được. Thì các đôi cứ tiếp tục thi đấu, cứ tiếp tục cống hiến, không dừng. Đấy thì anh em trọng tài chúng ta tập trung chú ý để cho các trận thi đấu được liên tục được diễn ra, không để chống tạm. Hiện nay thời tiết cũng như khán giả đang ủng hộ rất nhiệt tình cho tiểu ban vật thân độc chúng tôi. Xin thay mặt ban tổ chức lễ hội xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị khán giả. Cũng đề nghị các quý ông đô đã mất chút thời gian mang học của mình về với sự vật tối chuyên chúng tôi thi đấu nhiệt tình, thi đấu giòn giã, như những tràng pháo tay và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân tối chuyên chúng tôi nói riêng và quý khách thập phương về chảy hội Đình Nàng Tố Duyên chúng tôi. Thế thì hai đôi chúng ta chú ý tay gáy. Vâng, đôi lập. Vâng, rất hay. Thôi, thôi, thôi. Chính đại khối cho hai đôi. Vâng, hai đôi thi đấu rất hay. Vừa rồi đôi lập từ thi đấu và dân tộc chuyển sang đôi truyền xuất, từ giữa cảm ra ngoài rất nhanh. Ban tổ chức chúng tôi đề nghị các đôi thi đấu xong gửi lại ban tổ chức chúng tôi khố. Ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị 40 chiếc khố để phục vụ cho lễ hội Đình Nàng Tố Duyên. Nhưng hiện nay khố các đôi cầm và không trả lại rất nhiều. Trận đấu tiếp tục, mời hai đôi tiếp tục. Thank you.
Ronaldo thi đấu với tốc độ rất nhanh. Vận động viên cần phải hội tụ các đầy đủ, phải có sức mạnh như vận động viên thể ra, có tốc độ như vận động viên điền kinh và có sự khôn khéo như vận động viên thể dục. Điều đó hội tụ một đôi vật giỏi, một đôi vật tài, phải hội tụ đầy đủ, nhanh mạnh bền và khéo léo. Xin mời hai đôi giải trai làng chuẩn bị trang phục cho. Xin mời đôi Vinh, xin lỗi đôi Thông, đôi Thắng chuẩn bị cho. Làm gì đây? Rồi, ra ngoài rồi. Rất hay. Xin mời hai tiểu đô tiếp tục. Đây là giải tiểu đô trị giá 5 triệu đồng. Thu nữ xuân nhập đến từ câu lạc bộ Vật Vĩnh Phúc. Hiện nay đang là vận động viên đội tuyển vật quốc gia Việt Nam. Ban tổ chức chúng tôi hết giải, chúng tôi lại treo giải. Hết giải tiểu đô, chúng tôi lại treo giải tiểu đô. Hết giải 39, chúng tôi lại treo giải 3 phụ. Hết giải 29, ban tổ chức chúng tôi lại treo giải 2 phụ. Chỉ với mong muốn các đô đã bất chấp thời gian của mình về với sự vật đối diện chúng tôi thi đấu hay, thi đấu đẹp, thi đấu quyết liệt, thi đấu đúng theo khẩu hiệu ban tổ chức chúng tôi đang treo. Và kết chúc như vậy, hai đô thi đấu ngang tài ngang sức, kẻ năm nạn ngồi lửa cân. Xin mời đô Lập nhấc đô Đoàn lên. Thi đấu xong ta lại là anh em. Mời hai đô đứng giữa thảm để nhận những phần thưởng của các nhà tài trợ và ban tổ chức chúng tôi. Cứ giữ nguyên khung hình này lại lên anh ạ. Đúng không? Vâng, mời cụ cứ đưa đô nào thì cụ cứ động viên đô đó. Wow. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh. Chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Sau trận thi đấu này xin mời Kim Anh Anh Duy chuẩn bị. Tôi đã tổ chức đề nghị bà con phương pháp và đang đứng trên sân khấu sớm cho trận đấu cho không khí chúng tôi. Trị giá 5 triệu đồng do ban tổ chức chúng tôi treo. Xin lỗi, giải tiểu đô do gia đình ông bà Trinh Nam treo, trị giá 5 triệu đồng. Đô Nguyễn Văn Đỗ Xuân Đặc, câu lạc bộ Vật Vĩnh Phúc đang nhị thắng. Đô Nguyễn Văn Tuyên, Bắc Ninh xin được theo. Đây là cả hai đô đều đạt cấp kiện tướng quốc gia do Liên đoàn Vật Việt Nam phong tặng. Đội ban tổ chức chúng tôi đã giới thiệu đội Đỗ Xuân Đặc là nhà vô địch của hai kỳ sinh viên nội dung vật cường hiển.
rồi, dừng lại, dừng lại. Ra ngoài rồi, chống ra rừng. Xin mời Đỗ Dũng, bên mình chuẩn bị. Mời đội Tô Văn Minh. Sau trận Kim Anh. Anh Tư, xin mời Đỗ Dũng, bên mình. Xin mời đội Tô Văn Minh vào trong phòng. Vâng, hai cổ đô đang cổ đô rất quyết định. Rồi, liệu Đô Lập có bảo vệ được thành quả của mình hay không? Đô Lập đã nghi thắng. Nếu Đô Lập thắng cái vòng này, Đô Lập sẽ toàn thắng giải tiểu đô, chỉ thắng 5 triệu đồng do gia đình ông bà Trinh Nam chưa. Nếu đội tuyển thắng, đội tuyển sẽ phải thắng thi đấu 2 đô nữa mới toàn thắng giải tiểu đô. Vâng, đúng là một kỹ thuật cuốn vật của vận động viên vật cổ điển Đỗ Xuân Lập, đội tuyển vật quốc gia Việt Nam. Như vậy đội Đỗ Xuân Lập đã toàn thắng giải tiểu đô. Xin chúc mừng thành tích thi đấu của đội Đỗ Xuân Lập rất tốt cho đội tuyển thi đấu vật dân tộc là như vậy, chỉ một sơ sẩy nhỏ. Rất là tuyệt vời cho các bạn vừa rồi. Vâng, lại bộ sành một tràng pháo tay lễ thôi mà Thịnh Phương lại có những bông hoa rất đẹp cho hai đội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông bà Trinh Nam lên trao giải của chính mình cho đội Đỗ Xuân Lập. Xin trân trọng kính mời Phương lên, anh chị Phương Anh lên trao giải của đô trị giá 5 triệu đồng cho đội Đỗ Xuân Lập. Câu lạc bộ vật Vĩnh Phúc xin trân trọng kính mời Đỗ Xuân Lập các bạn ạ. Đỗ Xuân Lập. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh chị Trường Anh lên trao giải hai nữ cho nữ đô Chu Phương Nhi, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Xin trân trọng kính mời anh chị. Chu Phương Nhi là đeo kính à? Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Na, trưởng ban tổ chức lễ hội lên trao giải hai nữ cho nữ đô Chu Phương Nhi, trường Đại học Thể dục